Ừ, xin chào toàn thể các bác. Như trên video các bác đang thấy đây là cái số lượng kéo cắt cành vừa về bên cơ sở của tôi. Thì suốt cái thời gian mà trong mùa nhãn ấy thì cái kéo cắt cành nó là một cái sản phẩm mà bên cơ sở bán hàng chúng tôi bán được rất là nhiều. Thì hôm nay lại về một cái lô hàng mới cũng nhiều nữa. Thì xin thông báo các bác là các bác nào mà có nhu cầu mở đại lý mà kinh doanh về vật tư hoặc là dụng cụ về nông nghiệp mà cần lấy số lượng xỉ thì liên hệ với chúng tôi. Số lượng thì rất là nhiều, chúng tôi mới về 1.500 chiếc. Nếu với anh em các tỉnh gần, chúng tôi có thể gửi xe, tiền thì thanh toán qua nhà xe hoặc là chuyển khoản trực tiếp cũng được. Giá thì rất là hợp lý. Còn với các khách mà mua xỉ, tức là mua lẻ thì cũng liên hệ, bởi vì số lượng hàng thì về rất là nhiều luôn. Với các bác là đại lý muốn lấy thì hãy liên hệ chúng tôi theo cái đầu số điện thoại cạnh cái tiêu đề này. Một cái nội dung video rất là ngắn về cái sản phẩm kéo cắt cành trên cao, hàng về số lượng nhiều. Thông báo đến các bác nào có nhu cầu mua hoặc là có nhu cầu kinh doanh về số lượng thì liên hệ cụ thể với đơn vị kinh doanh chúng tôi. Đảm bảo là cái giá nó cũng rất là êm thôi. Nếu đã là xỉ thì đảm bảo các bác là cái quyền lợi kinh doanh của các đại lý rất là tốt cho cái sản phẩm này. Bây giờ tôi sẽ đăng tải cái video này ngay. Các đại lý mà cập nhật được thông tin hoặc các bác nào có nhu cầu mua riêng thì chủ động liên hệ. Tôi hôm nay tôi không giới thiệu về bất cứ sản phẩm nào cả, chỉ giới thiệu chung là như vậy thôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video giới thiệu về cái sản chi tiết về cái sản phẩm này sau.